Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ update cho bạn về cái dự án OiCore và cái token của nó là OKS mà mình đã giới thiệu các bạn cách đây không lâu. Các bạn sẽ nhận được 200 token OKS ở trên nền tảng của đồng Tron. Ở đây thì các bạn đã có thể rút được cái token này về rồi nhá. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách xác minh và có thể rút token về này. Các bạn click vào cái đường link mà chúng ta đã tham gia airdrop, sau đấy các bạn nhấn vào claim token. Các bạn nhấn sign in with Twitter. Ok, các bạn nhấn option. Đấy, các bạn sẽ điền địa chỉ ví Tron vào nhé. Các bạn sử dụng Tron Tron Link. Các bạn copy cái địa chỉ ví Tron, sau đó các bạn điền vào. Sau đó các bạn nhấn vào tôi phải là người máy này. Các bạn nhấn claim token cho mình. Ok. Thì ở đây thì mình đã nhận được 62 token OKS gửi đến địa chỉ ví Tron của mình. Đấy. Nói chung là những bạn nào mà đã tham gia vào chương trình Aerob từ cái dự án OKS này thì các bạn vào Club Token nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiểu Sư Phụ. Hãy nhớ nhé để lại một đăng ký, một like, comment, chia sẻ, kiến đóng góp của bạn để giúp cho channel phát triển hơn nữa. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.